Vậy cho nên đừng lấy chồng vội, 25 chưa phải đã già, chậm một chút mà cho nó chắc, còn thanh xuân thì hãy cứ la cà. Em đừng nói vời là... Chờ đợi người dù biết chẳng có cơ hội, điều gì nhân tâm tư im lặng mong phiền ngày chút hết đôi vai đầy. Rồi ngày mai con cần anh không một vòng tròn tay tao không phải lỗi. Đó là những gì mà anh phải kiếm đến tất cả đau đớn đôi tháng. Người to cũng giận nắng gắt, cũng giận cúp điện, cũng giận trăng sáng, cũng giận nói nhiều, cũng giận nói ít, cũng giận anh cười, cũng giận anh khóc, cũng giận cái thằng trong phim nó chết. Giận con mèo hàng xóm đẹp hơn,